cũng được hòa bình và không khí của năm 2024 trong cái giữa cái thời tiết giá lạnh này. Và để xứng danh với miền đất mà các anh chị em bạn gì của ngân hàng An Bình hay nhắc đến chúng ta, em xin được giới thiệu với mọi người buổi EN Party mang hương sắc Đông Anh Hoa Nở bốn mùa, xuân sang Tết đến mình ùa về bên nhau. Mọi người xin lên đây một tay đi ạ. Mong rằng buổi EN Party hôm nay sẽ mang đến cho anh em và gia đình một không khí đầm ấm, thân thương. Và em cũng mong đây sẽ là trạm sạc đầu tiên đưa chúng ta vững bước tiến tới năm 2024 đầy khó khăn và thử thách trước mắt, với những tinh thần tích cực nhất, những năng lượng tích cực nhất và nhiệt huyết nhất ạ. Vâng, và đến dự với chương trình ngày hôm nay, em xin giới thiệu về phần ban tổ chức, về phía ngân hàng An Bình Đông Anh, ông Nguyễn Nam Hải ạ. Xin mời anh Hải đến đây ạ. Giám đốc đây anh chị nhánh Đông Anh, ông Nguyễn Anh Dương ạ, giám đốc mạng khách hàng cá nhân chị nhánh Đông Anh, và đặc biệt khách mời đại diện khách hàng thân thiết của chị nhánh, xin giới thiệu ông Đà Văn Kẻ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Chính Minh. Tiếp đấy là xin mời ông Nguyễn Đắc Hóa, giám đốc hai điều hành Đông Anh, nguyên giám đốc hai điều hành Đông Anh. Bà Đinh Thị Quan, giám đốc hai điều hành Nguyễn Văn Cừ ạ. Chúng ta là một thành viên thân thiết của An Bình Đông Anh nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Lân, chuyên viên gọi đại hàng cá nhân hai điều hành Đông Anh, cũng là một người anh em mang rất nhiều lần với An Bình Đông Anh. Và tiếp đến là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, đại diện đối tác Hai Chi. Nhân sự của chị anh Công Anh. Tuy nhiên, tôi vô cùng biết ơn và cảm giác thực sự may mắn khi được về công tác tại AB Bank chị anh Công Anh, được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ nhân viên, quý khách hàng và bạn bè thân hữu, để cùng AB Bank Công Anh chúng ta trong năm vừa qua đạt những thành tựu mà vô cùng tự hào. Công Anh chúng ta vô cùng vinh dự trong buổi tổng kết vừa rồi của ban điều hành là đơn vị top 1 về tiêu doanh thu thuần EOI đứng đầu của các hấp lần 2. Chúng ta đạt top 1 về thu phí dịch vụ từ POS, và với sản phẩm lõi là sản phẩm bảo hiểm thì chúng ta cũng nằm trong top 4 chi nhánh trong 28 chi nhánh ở khu vực Hà Nội. Đó là điều vô cùng tự hào của tiền cho chúng ta. Vâng, để đạt được những con số như trên, bên cạnh sự ủng hộ của quý khách hàng, sự hỗ trợ động viên từ anh em thân hữu, đó chính là sự nỗ lực vô cùng to lớn của toàn thể cán bộ nhân viên ở đây. Đó là những người hàng ngày hàng đêm luôn đau đáu trăn trở về chỉ tiêu của bản thân mình cũng như là của chi nhánh. Và ngày hôm nay tôi thực sự vô cùng biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình động viên từ những người chồng, người vợ, người con của những cán bộ nhân viên AB Bank chi nhánh Đông Anh. Đây là những hậu phương vô cùng vững chắc để cho các anh chị em cán bộ nhân viên yên tâm ra tiền tuyến dành cho AB Bank Đông Anh. Hôm nay nhân dịp Tết đến xuân về, bước sang năm mới 2024, tôi xin được chúc toàn thể tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay cùng gia đình bước sang một năm mới tràn ngập niềm vui,
thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc tất cả mọi người hôm nay có một buổi tối thật là tuyệt vời và ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn. Cầm tay nhau bước trong giao thương, đón xuân đang về với tình yêu. Lần đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn thể cán bộ nhân viên cùng toàn thể khách mời trong cái buổi lễ party của Agribank Đông Anh. Đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn đến Hải cùng toàn thể các anh em đã có cái lời mời để tôi có được cái cơ hội tham gia cái buổi tiệc cuối năm rất là ấm áp cùng với toàn thể Agribank Đông Anh. Cuộc đời mãi thắm tươi, cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu. Trái đất này ta cùng bao mắt hân hoan với bao niềm yêu. Mọi người hôn em nhé. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về. Xin nâng ly.
giải này sẽ dành cho tất cả chúng ta ở đây, kể cả là khách mời hay là cán bộ diễn viên, tất cả đều có giải hết. Và phần thưởng hàng